Vâng, em xin chào các bác. Đấy, nay thì em lại tiếp tục lên cho các bác ở đây là một con âm ly rời và một cái cặp loa Buxell rời của Onkyo phục vụ các bác về nghe nhạc các bác nhé. Đấy thì con này là con âm ly rời Onkyo dòng size 17 là con R810M. Đấy. Trên âm ly thì sẽ có căn chỉnh bass thép như này để các bác có thể là căn chỉnh cái bass thép theo phù hợp theo cái nhu cầu của mình nhá. Đấy. Đấy, khi nào xem chỉ xong các bác đậy vào như này. Đấy. Âm ly đây. Con này bỏ biết của nó thì nó hơi kém một tí nhá. Nó hơi sức sát nhiều. Đấy. Mặt mũi đây. Đấy nhá. Đấy, phía sau của nó đây. Đấy. Con này có công suất là 80W điện 100V hàng made in Japan. Đấy, 810M. Đấy. Và đây là cặp 06A. Đấy. Của Onkyo. Đấy. Loa công suất 70W trở kháng 4 ohm các bác nhé. Cặp này là dòng màng giấy gân mút xốp để nghe nhạc bolero thì rất là tuyệt vời luôn. Công 62A. Đây. Đây. Cả bộ của nó công suất như cả bộ của nó thì như sau. Chiều ngang là 61, chiều sâu 33, chiều cao 28,5. Loa bát đường kính là 14,5 cm. Đấy. 15 chứ 14,5 đúng rồi. Vành bên trong đo được là 12 cm. Loa bằng giấy gân mút xốp các bác nhé. Đấy, tiếng bát loay rất mềm sâu và trung âm rất là sáng rõ, dùng để nghe nhạc vàng, nhạc bolero trữ tình, nhạc không lời đều rất là tuyệt vời. Đấy, thì con loa 06A này giá là 1.550.000 đồng. Còn đôi còn con 810M này bình thường giá của nó khoảng 2.600.000 nhé. Thì con này nó hơi xấu thì em bán là giá là 2.200.000. Đấy, thực ra là cái vỏ thôi. Các bác thích các bác về con sơn này là nó lại đẹp thôi. Đấy nhá. 2.200.000 nhá. Thì bây giờ xin mời các bác nghe một đoạn chất âm của cái bộ dàn này. Đấy. Đấy, 22 với 1.700.000 mấy cả 1.550.000 50 là 3.750.000 nhá. Đấy, anh nào thích có thể lấy âm đi này cũng được, còn lấy cũng loa này cũng được nhá. Đấy. Đâu không xoáy A này thì nói chung là hình thức nó còn đẹp các bác nhá, hình thức đẹp luôn. Đấy, thì đây là bộ Onkyo 810M loa 06A. Đấy, thì cái này ngoài kết nối điện thoại máy tính để nghe nhạc ra có cái đường line 1, line 2 rồi các cái đường CD nhá, thì nó sẽ có cả chức năng tuner ở trên đây, mình có thể dò đài ở trên đây để mình bắt sóng FM mình nghe nhạc nhá. Mình nghe đài nhá, đây FM 108 các bác nhá. Đấy, được không ạ? Đấy. Đấy, mình có thể dò lên hoặc dò xuống. Nút dò lên này có vẻ nó à, không phải. Vẫn rất là nhạy nhưng vừa rồi chắc em bấm không giữ thì là nó không dò được luôn. Các em phải ấn và giữ nhá. Ấn và giữ thì nó mới là tự dò.
Đấy, được không ạ? Đấy. Thì cái này thì chắc là anten thì mình cắm ở đây thôi. FM đây. Đấy, sau đó mình dò. Đấy, cái này về cái test rồi nhá. Cái này thì em có mỗi cái đầu này thôi. À nha. Hiện hữu như khu vườn châu Âu xinh đẹp. Đây các bác có găng tay các bác cắm vào được cái này thôi. Tọa lạc. Ok. Thì đấy là con 810M và đôi loa 06AA. Thì đôi loa 06AA này là giá là 1.550.000 đồng. Còn với con Amly này thì đấy, nó vỏ hơi kém một tí thì giá nó là 2.200.000 các bác nhé. 2.200.000. Ok, em xin chào các bác và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp sau của bên em. Vâng. Xin chào các bác.